một người đàn ông ở Hà Lan được mệnh danh là người băng vì khả năng chịu rét thần kỳ. Wim Hof từ Hà Lan, được mệnh danh là người băng, từ lâu đã khiến cộng đồng khoa học không hiểu vì sao có thể chịu rét giỏi tới vậy. Trong khi những người bình thường có thể chết ở nhiệt độ dưới 0 độ cờ trong vài phút, Wim vẫn thoải mái cởi trần và điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bí ẩn khoa học này dường như đã được giải mã, theo Daily Mail. Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu Wim trong nhiều năm phát hiện ra rằng một khu vực trong não của ông này hoạt động tích cực hơn so với phần lớn mọi người. Khu vực này có nhiệm vụ sản sinh ra chất giảm đau và thúc đẩy tinh thần, đồng thời tăng khả năng giữ nhiệt cho cơ thể Wim. Chính vì vậy, dù trời rất lạnh nhưng ông vẫn có thể chịu đựng được. Thử nghiệm trên Wim được thực hiện khi người đàn ông 57 tuổi này và 20 người khác được đưa vào môi trường 15 độ cờ. Ngay lập tức, những người kia rùng mình vì lạnh nhưng cơ thể của Wim không hề tụt nhiệt độ. Phần não của Wim giúp kiểm soát nhiệt độ hoạt động mạnh hơn nhiều so với những tình nguyện viên còn lại. Với 20 người thử nghiệm, họ không có được khả năng thần kỳ như Wim. Nhà nghiên cứu Đại học Wayne nói, cách thức kiểm soát thân nhiệt giúp phần nào giải thích cơ chế chịu rét của Wim. Wim giữ 21 kỷ lục Guinness từng chịu rét 2 tiếng liên tục trong hồ băng. Với người trưởng thành, các nhà khoa học khuyến cáo không tắm băng lâu hơn 10 phút. Theo Quang Minh Daily Mail Dân Việt, nguồn 24 giờ.